Nơi giấc mơ tìm về, Phương tỉnh lại, quyết định ra nước ngoài cùng bố mẹ. Cuối cùng, Phương đã tỉnh dậy sau mấy ngày mê man. Trước mặt cô là Gia An vẫn ngồi đấy, bàn tay nắm chặt lấy tay mình, mắt ngấn lệ, khiến cho trái tim Phương đầy ấm áp và thổn thức. Nhưng giờ đây, bố mẹ Phương cũng đã về. Trải qua bao nhiêu câu chuyện, Phương quyết định sẽ đi ra nước ngoài cùng bố mẹ, khiến lòng Gia An đau quặn lại. Gia An đã mong ngóng ngày đêm, từng giây từng phút, Phương tỉnh lại. Anh cầm tay Phương rồi thủ thỉ đầy tình cảm: "Phương ơi, tỉnh lại." Nhưng cô vẫn nằm yên bất động. Trong căn phòng chỉ còn tiếng máy thở và hơi thở của Gia An. Và khi cô Lý vào chăm sóc, Gia An mới an tâm về nhà. Nhưng anh vẫn không đành lòng can tâm. Anh tin rằng đây chắc chắn không phải là một vụ tai nạn, mà chính là một vụ ra tay có chủ đích, có thể là của đối thủ cạnh tranh. Và nếu không muốn nói, một mũi nghi ngờ chắc chắn đó chính là Mai Anh đã ra tay đánh ghen. Gia An đã cho người dò la tin tức khắp nơi và bắt đầu phát hiện ra manh mối. Sau mấy ngày bị Mai Anh dọa sảy thai, cầm chân tại viện, Gia An đã tìm đến gặp Phương. Anh bước vào phòng, Phương vẫn nằm đó như say giấc ngủ. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Phương áp vào má mình. "Phương ơi, em tỉnh lại đi, nếu không anh sẽ không sống nổi." Gia An bất ngờ thấy bàn tay của Phương động đậy rồi nắm chặt lấy tay mình. Anh nhìn xuống thấy Phương đã mở mắt. "Phương đã tỉnh rồi, có biết là tôi lo lắng cho em lắm không?" Phương nhìn Gia An, ánh mắt đầy trìu mến yêu thương. Lúc này thì bố mẹ Phương từ nước ngoài cũng vừa tìm đến. Phương hạnh phúc rạng ngời khi trong vòng tay của những người yêu thương. Phương đã ra viện cùng bố mẹ trở về nhà. Ngay lúc này thì Gia An lại tiếp tục bị Mai Anh tìm đủ cách trói chân ở nhà. Rồi một mặt, anh tiếp tục nhờ người điều tra về vụ việc tai nạn và đã cho người bắt được tên thắng đâm xe kia. Gia An phóng xe đến thẳng nhà Phương, nhưng lên tới nơi thì cửa đã then cài chắc chắn, gọi điện thì không nghe máy. Một tin nhắn tới, Gia An lật đật mở ra: "Tôi đi nước ngoài cùng bố mẹ một thời gian và chắc có lẽ sẽ định cư ở bên này luôn. Mọi thủ tục ở công ty nhờ cậu lo hộ tôi nhé. Giờ tôi đang trên đường ra sân bay rồi, cảm ơn cậu nhiều." Gia An lặng người, rồi đoạn để lại một tin nhắn: "Tôi đã tìm ra kẻ hại Phương, Phương không muốn biết sao, chờ tôi nhé." Anh lao ra xe rồi phóng thẳng đến sân bay. Liệu rằng Gia An sẽ có tới kịp, bà Phương sẽ có quyết định nán lại để chờ Gia An tới.